Đình Làng Thành, xưa kia gọi là Đình Đông Nham, xã Đông Nham, Tổng Thọ Xương, Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang. Nay, Đình Làng Thành có địa chỉ tại đường Lèo Văn Minh, tổ dân phố Thành Non, phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang. Đình Làng Thành nằm ở trước làng, quay theo hướng Nam ghé Tây. Phía trước đình là thành phố Bắc Giang, có con sông Thương uốn khúc xuôi lục đầu Giang. Bên Nam Ngạn là dãy núi Nham Biền với 99 ngọn núi. Phía Đông có Sương Giang Thành, phía Tây có Quảng Phúc Sơn, xưa coi là nơi linh địa. Đình được xây dựng trên vị trí cao thoáng, nhìn xuống dọc đình nằm cận kề với đường quốc lộ 1A, đường sắt Hà Nội, Lạng Sơn và thành Sương Giang. Kính thưa quý vị và các bạn, Đình Làng Thành được xây dựng vào thời hậu Lê, đình thờ Tam Vị Đại Vương, Cao Sơn Đại Vương Thượng Đẳng Thần, Quý Minh Đại Vương Thượng Đẳng Thần, Dương Quốc Công Đại Vương Uy Minh Á Thánh. Đây là các bộ tướng của Hùng Vương có công hộ quốc, an dân, đánh giặc thục phán, đem lại đời sống yên lành cho nhân dân. Xưa kia, đời vua Trần, thống lĩnh quân sĩ chống giặc Nguyên, dừng chân ở Kinh Bắc qua đêm, được nhị vị đại vương Hiển Hữu Linh Ứng mộng báo tam canh phụ ban kế sách, thắng giặc hồi triều vua Ban, tự trung Hiển Ứng, Trần triều Vạn Tuế biểu Linh Thanh. Các triều Lê, Nguyễn đều ban sắc phong thần hoàng, nhị vị sinh và hóa ở Tản Viên Sơn. Bên tả gian đình thờ quan đại thần triều Lê, Nguyễn Tướng Công, tự Trung Chính, người làng Đông Nham hai lần đi Bắc xứ, lập công lớn, được vua phong Thái Bảo Quận Công, phủ quân Chi Linh Thần. Ông không có con đã dâng hiến hết điền địa cho làng Đông Nham và cả Am Linh Tự, tức chùa Thành ngày nay. Đình Làng Thành có nét kiến trúc độc đáo và cho đến nay vẫn giữ nguyên nét kiến trúc ban đầu, gồm 3 gian 2 dĩ theo lối chữ nhất. Được kết cấu các vì kèo theo kiểu thượng con trồng giá chiêng, hạ kẻ trống, chạm khắc điêu luyện và tinh xảo. Đình còn lưu giữ đồ thờ, rước, ngày lễ, hội, đủ bộ văn võ, được giữ gìn và tân trang như xưa. Tả hữu vu có nhà khách, phòng truyền thống, sân gạch và tường bao. Ngoài việc phục vụ cho tín ngưỡng, đình làng còn là nơi tập trung hội họp để bàn và quyết định những công việc quan trọng của làng. Đình Làng Thành là một công trình kiến trúc cổ, có trên vài trăm năm tuổi, mang đậm dấu ấn văn hóa của một làng quê. Do đó, đình đã được nhà nước xếp hạng Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, cấp bằng di tích lịch sử văn hóa ngày 12 tháng 2 năm 1994. Chúng tôi là trong ban hương lão Đình Làng Thành, có trách nhiệm là tu bổ kiến thiết này, rồi các ngày sự lệ của làng, thực hiện là hàng tuần, hàng tháng. Tháng nào cũng vậy, là vệ sinh sạch sẽ sân đình, trong đình, tất cả khu di tích để nhân dân đến lễ thánh. Còn các ngày sự lệ của làng ấy thì là ngày sự lệ to nhất là ngày mùng 7 tháng Giêng, nhưng mà đình làng phải chuẩn bị từ mùng 5 rồi, mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Nên là chiều mùng 5 là rước 3 bộ kiệu thánh cổ, 3 cái điệu cổ đấy, đi rước thánh quanh vùng quanh làng. Đến mùng 6 rước lễ hội Sương Giang, mùng 7 chính thức khai mạc lễ hội Đình Làng Thành từ cổ truyền đến giờ. Thế còn các cụ thường xuyên dọn dẹp là sạch sẽ để nhân dân đến lễ thánh. Kính thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đình Làng Thành được tổ chức vào ngày mùng 6, mùng 7 tháng Giêng hàng năm. Phần lễ do các cụ ông trong làng đảm nhiệm tổ chức như rước kiệu, tế. Lễ mở cửa đình phục vụ cho nhân dân trong làng cũng như khách thập phương đến cúng thần, xin lộc, cầu tài và xá tội. Hội đình được tổ chức vào đầu năm mới đã tạo nên bầu không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để bước vào một năm lao động sản xuất mới thắng lợi.